kiểm soát tâm trí tao như Venom. Bác sĩ nói tao năng y với âm nhạc nên là bác sĩ tao cứ kê đơn. Sample đơn giản là liều thuốc khi tao phê hơn. Tao đi từ A cho đến Z như là ride đâu chớ khi mà màn đêm buông. Goddamn, năng ly lên để rock thêm nhẹ nhõm như con thú hoang. Khi bạn đạn tụi tao đang mosh pit trong phù thu như là cú đêm. Bỏ quay tay hết mấy lời toxic. Lưu anh mi, âm thanh đã cô động trên cổ họng nên bây giờ tao đây cần phải thoát ra. Tao đeo băng mình cho quỷ dữ nên đeo dựa dẫm vào mấy con lộc ác ma. Nước chảy, đá mòn, lô tao làm vết nước đá. Nhạc tao, 502, mấy em bé đi phải dứt ra. Cố gắng một ngày trên cổ tao giác vàng. Yeah, money man. Nhạc tao phát trong lớp 103. Yeah, sunny day. Rockstar, mầm nơi mà tao đáp qua. Khi tao âm nhạc tao được phát loa. Yeah. Đi theo tao chỉ gian gì cái ác. Mỗi khi nhạc bỏ lên em mình lại cùng nhau chuyển sang hết một trạng thái khác. Chơi hip hop cũng được mấy lâu nay, bây giờ nghĩ lại cũng đã mấy năm trời. Bỏ vào đó đam mê và nhiều khuyết chờ cho tới lúc một cái trái đâm chồi. Việc mày thấy trên TV giờ đã tao đưa nó vào đúng quỹ đạo. Nghe mày nói là nó cũng dễ lắm thì không đó hay là mày chỉ xạo. Tao không cần vết về những thứ lấp lánh mà tụi tao không có. Thứ mà tao muốn là thời gian Việt Nam chắc chắn và tao là một phần ở trong đó. Tụi tao rap những thứ mà mình thích thôi cù, chứ không nhất thiết là phải gang. Vừa cứ là rapper khi mà ở trong school, nhưng mà bước vào tiệc là phải khui jam band. Quần thùng áo thun rồi đeo thêm chain, cũng mày mọi thứ như là hurricane. Nhạc tao cơ bản mà cũng làm mày nghĩ như là mày đang phê cocaine. What on the road, bước xuống cổng phố và tập flex cho nó sáng có một cool. Yeah, that I'm cool, fuck mấy thằng ngu, ngủ cho không thu. Làm ra bài nhạc tao vô mỏ mấy thằng ngu, thằng nào cũng cho mà là nhất. Đến khi tập back to the game, tao kêu the beat to the get lit. Flow của tao cháy như flame, não bay đời như crumble. Tụi tao chạy như the game, fuck mấy con beat và con đen rồi. Có cả bộ mày cho mà xem. Flexing, nhảy nhót, nhảy số tao lại checking. Check in, check the bank. Như số không không thức kinh. Họ nói này, nói kia, đó là cách nhìn. Flexing, đang nhảy nhót, nhảy số tao lại check in, check the bank. Như số không không thức kinh. Nói này, nói kia, đó là cách nhìn.